thú vật biết tu còn linh đặng. Người thật tu chắc chắn nhiệm màu, phải dày công tu luyện cho lâu, chớ lòng muốn cho mau không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước, mới thành rồng bay vượt lên mây. Người tu thì nhịn diệt trần ai, mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Cọp giữ lúc tu thì hết giữ, người hung khi tu phải bỏ hung. Đã tu mà còn tánh hung sùng, sánh với loại thú hùng còn kém. Gánh trần tục hãy mau quăng ném, để rảnh tay gói ghém sự tu. Nào dùa hương bát nước công phu, nào tịnh niệm A-di-đà Phật. Các ô nhiễm tâm vô nhất vật, chỉ một lòng phước đức dung bồi. Nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Lượng sóng khổ tuy là cao ngất, thuyền đạo tâm quyết lướt cho qua. Thường hành câu Bồ Tát Ma-ha, cố trì pháp tâm vô quái ngại. Lòng cứu độ vô cùng quảng đại, sức tu hành mạnh mẽ vô biên. Tuy sống trong thế giới ngửa nghiêng, nhưng lòng chẳng đảo điên một mảy. Thấy những kẻ mong lòng giết hại, cố tìm phương hòa giải cho an. Lăn lộn trong cảnh sống nhân gian, tùy tiện cứu người đang say đắm. Lòng chẳng quản chi thân bùn lấm, giống từ bi đem rắm khắp nơi, cho ngọn đèn Phật giáo sáng ngời, cho nhân loại bớt nơi đau khổ. Tu thì phải ra tay tế độ, chớ tu ngồi bó rọ một nơi, thì sự tu mới ích cho đời. Như vậy mới đúng lời Phật dạy. Này bạn tôi ơi, học Phật không phải chỉ nghe một bài pháp rồi trở thành Phật, thành thánh liền đâu, mà đó là cả quá trình hành trì và chuyển hóa đó. Nước đục muốn trở nên trong sạch còn mất cả quá trình gạn lọc mà. Tâm con người chứa đầy những tham lam, sân giận và si mê thì cũng phải có thời gian cho nó gạn lọc chứ. Một ngày ta đi một bước còn hơn là ngồi một chỗ để cầu nguyện gian sinh thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Chậm mà chắc còn hơn là ôm cây đợi thỏ. Chẳng có ai đủ quyền năng ban phước hay giáng họa cho ai cả. Đức Phật thì càng không thể làm điều đó. Đức Phật chỉ dạy chúng ta sống theo nhân, quả, nhân, duyên mà thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, không thể nào tránh khỏi. Bởi vậy nên tự mình bước đi, đừng cứ nhìn người khác trong khi mình chẳng muốn. Đi, cứ đi rồi sẽ đến. Chỉ cần đúng đường, đúng mục đích thì chẳng có gì chướng ngại cả. Hành trang có rồi, đi đi, đừng thị phi, đừng soi mói, rồi ta sẽ trưởng thành thôi. Thế nào là tu? Ăn chay niệm Phật chưa phải tu, lên chùa giái lạy cũng tu mù. Tụng kinh trì giới sanh trí tuệ, quán tâm sửa tính thật chân tu. Tu là phải sửa mới là tu. Sửa tính tham lam thành bố thí, sửa tính hẹp hòi thành bao dung, sửa tính sân hận thành từ bi, sửa tính cao ngạo thành khiêm tốn, sửa tính hơn thua thành nhẫn nhịn, sửa tính vô tâm thành hòa nhã, sửa tính ích kỷ thành vị tha, sửa tính si mê thành trí tuệ, sửa tính cố chấp thành buông bỏ, sửa tính ganh tị thành hoan hỷ, sửa tính khinh khi thành kính mến, sửa tính bi quan thành tích cực, sửa tính lười biếng thành siêng năng. Cầu cho con và tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được nương theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập giác ngộ giải thoát. Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm, trọn kiếp người chỉ hai chữ tử sinh, hợp và tan gói gọn một chuyện tình. Và nhân thế là buồn vui cộng lại, thăng rồi trầm cuộc đời ai cũng trải. Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm, tỉnh hay động do cảm nhận từ tâm, lòng độ lượng khoan dung tâm ác tịnh. Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh,
biết được rồi bình thản đón nhận thôi. Miễn ngày sau ngoảnh lại vẫn mỉm cười. Không hổ thẹn một thời ta nỗ lực, mà dòng đời ngọt đắng cay trong đục. Đủ khen chê đố kỵ chuyện sang hèn, thế mới là màu sắc đời tạo lên. Ai cũng trải, ai mà không nếm trải. Ta tạm hiểu nên giờ không mê mãi, sống đua chen tranh đấu mệt thân mình. Chữ tiền tài danh lợi chỉ hư dinh, cầu mọi thứ ác lòng thêm trĩu nặng. Thôi thì biết cuộc đời này hữu hạn, không mong cầu dạng thứ kiếp nhân sinh. Đời chỉ mong có một tấm chân tình, một chỗ tỉnh để tâm hồn nương náu. Chẳng thể quên lặng yên ta cất giấu, điều qua rồi hãy để nó qua đi. Nếu mệt mỏi ta khép nhẹ đôi mi, khi tỉnh lại dương vai ta bước tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.